có chắc chắn lời khai của anh là đúng sự thật không? Tôi chắc chắn cam đoan đó là sự thật, vì nó là sự thật mà. Rồi, bây giờ anh ký tên vào đây giùm tôi. Dạ. Còn anh Minh, sáng mai chúng tôi sẽ lên công ty Thần Tài để kiểm tra, mong anh hợp tác. Dạ, tôi biết rồi. Rồi, bây giờ hai anh có thể về. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Chào đại phó. Chào các đồng chí. Chào đại phó. Các đồng chí có điều tra được gì không? Dạ, thưa đồng chí, theo điều tra ban đầu của chúng tôi, nạn nhân tên là Lâm Nhân Tài, đã bị đánh rất nhiều ở đầu và hiện tại đang hôn mê sâu. Các đồng chí có điều tra được là bao nhiêu hung thủ không? Dạ, thưa đồng chí, theo dấu vết hiện trường để lại thì chúng có ít nhất là 3 tên. Chỉ cướp tài sản thôi thì có cần đánh mạnh vào đầu như vậy không? Trong khi tài xế thì chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Tài xế chỉ bị xây xát nhẹ, trong khi Tài Miếu Nổi lại bị thương rất là nặng. Như vậy bọn chúng đã có chủ đích là nhắm thẳng vào Tài Miếu Nổi. Vậy các đồng chí có điều tra được là Tài Miếu Nổi mất những thứ gì không? Dạ, thưa đội phó, toàn bộ tài sản vàng dòng trên người của Tài Miếu Nổi toàn bộ bị mất hết. Nhưng theo lời khai của tài xế thì còn mất một chiếc cặp da mà Tài Miếu Nổi hay cầm theo. Chỉ có Tài Miếu Nổi mới biết trong cặp da chứa cái gì. Đây là toàn bộ tài sản cướp được từ thằng Tài Miếu Nổi. Anh Bảy coi đi. Anh Bảy, em nghĩ anh không nên đeo chiếc nhẫn đó, xui lắm đó. Đúng đó anh Bảy, thằng Tài nó đang hạng xui lắm. Tao cần gì mấy cái chó này, bán đi. Dạ. Sao anh Bảy, anh còn muốn đuổi tôi với Lam trong ngoài đường nữa không anh Bảy? Bảy, làm sao mà anh đuổi được? Ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Giỏi lắm. Rót cho tao ly trà coi. Nhanh lên. Đưa đây. Chúc mừng thằng em chứ. Uống đi. Dạ, cảm ơn anh Bảy. Còn hai thằng Bay á, chuẩn bị đặt một cái nhà hàng, phòng VIP, ăn mừng cái vụ này, tụi bay biết chưa? Bắt đầu kể từ ngày mai, sẽ không còn công ty tài chính Thần Tài, và ngay cả thằng Tài Miếu Nổi nữa. Giỏi lắm, giỏi lắm. Ê, mày đứng lại. Cái này mày làm phải không? Tao không có làm. Vị giang hồ tụi mày đừng tới tìm tao.
tao đã rút khỏi rồi. Nếu như mày không tin, mày có thể hỏi bằng mày đã để xác minh. Tao sẽ xác minh. Nếu như tao biết thật sự là mày đang nói dối tao, thì tao sẽ đốt nhà của mày và xử luôn con nhỏ kia. Mày nhớ đó, đi tụi bay. Anh Sơn, tại sao giảng hội tới tìm anh vậy anh Sơn? Có chuyện gì hả? Kể cho em nghe đi anh. Anh Sơn à, nói với em đi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì phải không anh? Sao anh không nói gì hết? Nói cho em biết đi, có chuyện gì vậy? Anh Sơn! Em bình tĩnh nghe anh nói. Anh không phải là một công nhân thợ mộc bình thường. Trước khi đến với em, anh là một thằng giang hồ. Giang hồ hả? Giang hồ. Nhưng mà tại sao tụi nó lại tới tìm anh vậy? Có phải anh có ân oán gì với tụi nó hả? Tụi nó tìm anh vì muốn anh quay lại băng nhóm của tụi nó. Nhưng anh đã quyết định giải nghệ, nên anh không muốn cho em và ba Lạnh và má biết. Anh sợ mọi người phải lo lắng cho anh. Trời đất ơi, anh Sơn ơi, giang hồ là một nơi nguy hiểm. Sao anh lại... Hơn ngày hết, anh hiểu. Và anh đã nói rút chân ra khỏi băng nhóm. Anh hứa, và anh nhất định phải làm được. Anh Sơn à, cuộc sống cho dù có khó khăn tới đâu, em vẫn sẽ cùng anh chịu khổ. Khổ mấy em cũng chịu được hết á. Nhà mình có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Kể từ ngày hôm nay, anh không cần phải mạo hiểm để lo cho em với gia đình nữa đâu. Nhưng mà anh Sơn à, Anh có từng phạm tội gì chưa? Đã ra giang hồ thì làm sao mà tránh khỏi chuyện phạm tội hay em? Nhưng em đừng lo, anh chưa từng giết ai hết. Hãy tin anh đi, anh không phải là kẻ sát nhân. Anh Sơn à, anh mà có chuyện gì em biết phải sống sao đây anh? Anh cảm ơn em. Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh lúc này. Em sợ lắm anh ơi. Thank you.
lại đây. Mày đánh cho tôi giết mày đó. Anh Vũ, tôi giết mày. Anh bị mày gì vậy? Lại đây. Anh bỏ con dao xuống đi. Em là Lam nè. Anh sao vậy? Có chuyện gì vậy? Hả? Anh Vũ, anh ngồi xuống đi. Có chuyện gì vậy anh? Hả? Có chuyện gì vậy? Anh Vũ, em thấy thần kinh anh không ổn rồi đó. Anh bớt xài thuốc lại đi. Tao không sợ mày đâu. Mày đừng có gì để nhắc tao. Mày đừng có gì để nhắc tao. Tao không sợ. Tao không sợ. Tao phải là thằng có máu lạnh. Tao phải có máu lạnh. Tao phải có anh máu Vũ lạnh. Tao phải có máu lạnh. Anh Vũ, tao phải có máu lạnh. Sao anh ấy lại lo sợ? Ai hiện về trong giấc mơ mà nhắc anh ấy, khiến anh ấy hoảng sợ và hung ác như vậy? Cứ kiểu này, nếu anh bị thần kinh, liệu mình có an toàn không? Tôi nấu cho bác nồi cháo mới xong rồi. Khi nào bác dậy á, thầy hâm lại rồi cho bác ăn giùm tôi. Cảm ơn cô nhiều. Tôi xin phép thầy, tôi về. Chào thầy. Cô Lành à? Tôi xin lỗi cô. Cô ở lại chơi thêm một chút xíu được không cô? Nha cô. Cảm ơn cô Lành nhiều lắm. Có mặt cô trong ngôi nhà này, tự nhiên ngôi nhà trở nên ấm áp lắm. Tôi nói thiệt lòng đó, mẹ tôi rất là xúc động. Cô Lành đã gieo yêu thương vô ngôi nhà này. Ở Cù Lao tôi có câu á, cho đi yêu thương thì không bao giờ mất. Chính vì vậy mà quê Cù Lao của tôi không có yêu thương á thì rất là khó sống. Bởi vì nghèo nên bị người giàu khinh, bị thấp cổ bé miệng. Lên Sài Gòn những tưởng cô đơn, nhưng mà không ngờ tôi lại may mắn được biết thầy. Chính nhờ thầy mà con tôi, cháu tôi được học hành tử tế. Tôi và gia đình cũng không biết nói sao cho hết lời cảm ơn thầy. Cô Lành đừng cảm ơn tôi như vậy. Thật ra hôm nay tôi học được rất nhiều điều ở cô. Nhìn cảnh cô chăm sóc cho mẹ tôi cảm thấy mình còn vụng về lắm. Cô Lành à, cô có thể cho tôi cơ hội được quan tâm và chia sẻ với cô những buồn vui trong cuộc sống được không cô? Thầy ơi, tôi nghèo lắm, tội nghiệp tôi, làm sao tôi dám giới tới. Thank you.
sao anh chưa ngủ nữa? Anh suy nghĩ chuyện gì hả? Mỗi lần anh im lặng như vậy em thấy lo lắm. Có chuyện gì anh kể cho em nghe được không? Từ nhỏ anh đã thấy thích mưa. Còn em thì em thích nắng. Dù cho mưa có đẹp đến đâu đi nữa thì em cũng thích nắng. Mưa buồn lắm, thật là thảm hại. Nếu mà mưa ngập trong những căn nhà ọp ẹp, nắng dù có gắt đến đâu đi nữa thì cũng sẽ hết nắng. Nhưng có những cơn mưa sẽ không bao giờ tạnh. Chỉ có mưa bão thì mới mưa mấy ngày mấy đêm. Anh biết sắp tới sẽ có bão, nhưng anh không sợ bão đâu. Báo cáo đội trưởng, chúng tôi đã xác định Vũ ở cùng khách sạn với cô Lam. Chúng tôi đang cho xác minh thân thế của cô Lam và chủ khách sạn là A Lũ về phía công an phường báo cáo. A Lũ chưa có trong hồ sơ đen, nhưng là A Lũ lại không báo cho công an phường biết trong sở lưu trú của khách sạn có Vũ và Lam. Đây là vấn đề. Chúng ta phải tìm xem mối quan hệ giữa Vũ với A Lũ. Tôi nghĩ đây không phải là một chuyên án để tìm ra vài tên siêu trộm, mà tôi phán đoán có thể là một băng nhóm tội phạm có quy mô lớn. Chúng là xã hội đen kiểu mới với vỏ bọc kinh doanh đàng hoàng. Có lần chúng tôi giả dạng để vào trong khách sạn tìm hiểu, nhưng chúng tôi không vào được. Xin đội trưởng cho phép chúng tôi giả làm khách vào bên trong đó để xem khách sạn có cửa bí mật ở phía sau hay không. Vì Vũ thường hay vào đó nghỉ cùng cô Lam, nhưng biết đâu đêm khuya thì lẻn ra ngoài hoặc là đi đâu đó. Hiện trinh sát của chúng tôi không thể nào theo sát được, bởi vì khách sạn của A Lũ có sân vườn quá rộng. Chúng tôi theo sát hổ và lửa nhưng chưa thấy hành động nào khả nghi. Chúng chỉ đi đến nhà của ông chủ bẫy đá, lên sưởng mộc và sau đó là đi nhậu. Báo cáo đội trưởng, Sơn Khóa đã không còn đi làm ở xưởng gỗ và cũng không còn liên lạc với tên Vũ và chủ của hắn là bẫy đá nữa. Nhưng có một chuyện là sau khi Tài Miếu Nổi bị cướp thì đàn em của Tài Miếu Nổi có đến sạp trái cây để hỏi về chuyện của Sơn, nhưng mà không có xô xát. Sau đó thì bỏ đi kèm theo những lời hăm dọa. Tôi có nghe là Sơn đã rút chân ra khỏi giang hồ. Như vậy trước đó Sơn đã từng làm việc ở trong giang hồ, nhưng mà làm gì thì chúng ta lại chưa có bằng chứng để bắt Sơn. Tôi sẽ trình bày với lãnh đạo triển khai một chuyên án với quy mô rộng lớn, cùng với sự phối hợp với nhiều đơn vị. Chúng ta đang đối phó với một băng nhóm xã hội đen tầm cỡ. Đầu sỏ là ai? Chúng có bao nhiêu tên? Chân rết vươn tới tận đâu? Bây giờ các đồng chí phải hết sức cẩn thận. Nếu chỉ bắt bọn siêu trộm và bọn ra tay máu lạnh thì chúng ta sẽ làm cho băng đảng này nghi ngờ và chúng sẽ xóa hết những chứng cứ. Chúng ta sẽ đánh mất cơ hội triệt phá được tổ chức xã hội đen quy mô này. Các đồng chí phải tuyệt đối giữ bí mật, tránh bước dây động rừng. Mình phải làm gì đó cho tụi nó sợ mình, chứng minh số má cho tụi nó thấy, cho thằng Hổ và thằng Lửa mới nể mình. Đúng như thằng Lẹ từng dạy ngón nghe cho mình, nhưng không phải nhanh là đủ, mà phải tàn bạo thì mới thắng được kẻ khác. Không thì suốt đời chỉ làm bọn tay sai mà thôi. Từ trước tới giờ mày chỉ là cái bóng của thằng Sơn. Mày không có giỏi bằng nó. Tao không tin là mày làm được chuyện lớn. Tụi mày chỉ biết tao là Vũ Điếm. Kể từ bây giờ tao sẽ là Vũ Điếm.
anh chọn đường này hả? Ừ, anh đã tính kỹ lắm rồi. Đoạn đường này rất là vắng, không có đèn đường, với lại thứ hai có nhiều nơi ẩn nấp dễ tẩu thoát. Anh đang muốn ăn hàng nào? Cướp nào cũng là cướp. Đã vậy, mình phải chọn chiếc SH cho nó đáng. Nhiều khi trong cướp chiếc SH còn có nhiều đồ giá trị hơn là chiếc xe. Anh đem theo máy này làm gì vậy? Em đã nói với anh rồi, em chỉ muốn cướp của thôi chứ không có giết người vô tội. Anh biết rồi, mấy cái này chỉ để hù người ta thôi, không có hung khí làm sao người ta sợ. Em yên tâm đi. Bây giờ á, em ra đầu đường cảnh giới cho anh. Khi nào có con mồi thì gọi điện cho anh biết. Nhớ, phải là con mồi đi xe SH mà đi một mình. Nữ thì càng tốt. Sau đó em đi theo con mồi cảnh giới cho anh, nhưng phải giữ một khoảng cách an toàn, đừng để bị phát hiện. Em biết rồi. Đi đi. À mà nè Lâm. Hả? Nghe anh dặn nè, nếu có chuyện gì thì em cứ chạy trước đi, đừng lo cho anh. Còn anh? Anh không sao đâu, em đừng có lo. Em đi đi. Anh cẩn thận. Ừ. Ba chục củ, được thì lấy. Chí này ngon mà, thêm chút nữa đi anh. Tao nói một là một, hai là hai, chịu thì lấy, không chịu thì thôi. Không thì đem đi chỗ khác. Được rồi, ba chục thì ba chục, làm gì giữ cho anh Hoàng. Đi em. Em sao vậy? Để lên em. Ủa Lâm, em sao vậy hả? Anh buông em ra đi. Mình dừng lại đi anh, em không muốn làm vậy nữa. Làm vậy giả mạo quá anh. Mình dừng lại đi. Em không dám nữa. Đừng. Em không dám nữa đâu anh. Em bình tĩnh lại đi có được không? Em mới đi ăn hàng với anh đây thôi. Em làm gì mà mặt mày thấy mét vậy? Nói cho em biết,
Chỉ có cách này là mình cướp nhanh nhất, nhưng mà không sợ thất bại. Nè, em nhìn đi, tiền nè. Đó, thấy không? Tránh ra. Tiền có máu, tiền có máu đó. Tránh ra đi, đi. Chỉ cần hăm dọa thì họ đã sợ rồi. Anh làm như vậy vừa nguy hiểm vừa tàn nhẫn nữa. Chỉ cướp thôi mà anh. Anh có con đường của anh và có cách thực hiện của anh. Anh phải cho tụi bị đá thấy bản lĩnh của anh. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền. Anh phải kiếm thật nhiều tiền. Anh, nghe em nói đi anh. Mình làm vậy là đủ rồi anh ơi. Mình không bị tử hình thì mình cũng phải bị quả báo. Em có bị điên không? Đừng. Em đang nói cái gì vậy? Hả? Tôi hỏi cô, bây giờ tôi làm tất cả những điều này là vì cái gì? Vì ai? Vì tôi với cô chứ vì ai? Cô biết chưa? Không. Em biết, em biết. Nhưng em sợ lắm anh. À, máu nữa kìa, máu nữa kìa. Máu đó, máu nữa kìa. Cô im đi được không? Máu kìa. Cô bị điên hả? Đừng lại nhảy nữa. Em sợ quá. Làm ơn đừng có lại nhảy nữa. Em sợ. Tiền có máu. Tiền có máu. Máu khắp nơi. Máu khắp nơi. Máu khắp nơi. Cô thổi đi được không? Máu. Cô điên quá rồi đó. Máu. Cô đi thuốc đi. Uống đi. Bình tĩnh lại đi. Bọn máu lạnh này chắc chắn là có một sự lo sợ là vụ cướp không thành. Mà muốn chắc chắn nên bọn chúng đã phải khống chế và uy hiếp nạn nhân bằng vũ lực trước khi cướp. Cách thức của bọn chúng quá tàn ác. Dư luận quần chúng đang rất là sôi sục. Buộc chúng ta phải nhanh chóng bắt cho được bọn cướp máu lạnh này. Các đồng chí phải thận trọng và chú ý đến bọn chúng. Nếu một ngày chưa bắt được bọn chúng thì người dân sẽ còn rất hoang mang. Dạ đúng. Sau vụ này các lực lượng an ninh cũng tăng cường gắt gao hơn. Nhưng quan trọng hơn là những địa bàn vắng vẻ thường là nơi bọn chúng ra tay. Về chuyện này, đội điều tra sẽ làm việc kỹ lại với bên an ninh trật tự để đảm bảo an toàn tốt nhất cho người dân đi vào ban đêm. Nhưng tốt nhất vẫn là cảnh báo người dân đi vào đêm khuya thì phải cẩn thận. Thôi được rồi, việc này tôi sẽ giao cho đội điều tra của đồng chí. Còn về phần đồng chí Trinh, đã tìm được thông tin gì từ xưởng gỗ của bãi đá mà chúng ta nghi ngờ chưa? Báo cáo đội trưởng, chúng ta nghi ngờ về xưởng gỗ đó và tôi đã cho người đến đó để thăm dò. Alo, đối tượng Vũ đã vào xưởng gỗ. Sau khi rời khỏi nhà của chủ xưởng gỗ là bãi đá thì chưa có dấu hiệu gì khả nghi cả. Anh cứ tiếp tục theo dõi hành động của chúng, xem chúng tiếp theo sẽ làm gì. Dạ rõ. Nhưng mà theo tôi quan sát thì những vụ siêu trộm vẫn xảy ra. Không biết phải nhóm này làm hay không thì ta chưa có bằng chứng. Hơn nữa, có một điều đáng lo ngại khác mà tôi vừa được báo. Đây, điều này mới đáng làm chúng ta đau đầu. Trong quá trình mà tôi thăm dò ở xưởng gỗ và theo dõi sơn khóa thì cơ quan công an quận Tân Bình mới bắt được một siêu trộm. Tên này thì không có đồng bọn, mà chỉ có một tên chuyên chở hắn đi mà thôi. Hắn cũng thích lấy cắp tài sản từ những nhà giàu hay đi vắng. Thủ đoạn đập bể camera từ xa và đột nhập qua cửa kính để mà bẻ khóa. Xem ra tình hình này đang đẩy chúng ta vào thế bị động. Trong những vụ án trọng điểm thì các trinh sát của chúng ta đang tung ra khắp nơi. Có nhiều vụ án thì lại ít cán bộ trinh sát. Điển hình là vụ chúng ta đang theo dõi. Ban đầu chỉ tưởng là một vụ cướp đơn thuần, nhưng mà thủ đoạn của bọn chúng ngày càng nham hiểm và thách thức cơ quan điều tra. Thời gian qua tôi đã nghi ngờ Sơn là siêu trộm, nhưng mà chưa đủ bằng chứng. Ngoài sự có mặt của Sơn tại hiện trường ở Hóc Môn lần trước, hơn nữa hiện tại
không thấy Sơn qua lại với Bảy Đá và tên Vũ nữa. Sơn đang bán trái cây phụ giúp cho gia đình và không có hành vi nào là phạm pháp. Mẹ của Sơn đang nằm trong bệnh viện sau ca phẫu thuật. Nhìn hình ảnh Sơn chăm lo cho gia đình và sống rất tình cảm, tôi nghĩ cần phải thuyết phục Sơn đứng về phía mình. Sau khi làm công tác, công tội rõ ràng, cách này sẽ là con dao hai lưỡi. Tôi tin vào trực giác của mình, và nhiều ngày qua tôi cũng có theo dõi Sơn. Nếu Sơn là một kẻ máu lạnh thì không thể nào Sơn lại yêu thương mẹ mình và gia đình của mình như vậy được. Nhất là Sơn đã xin nghỉ việc hoàn toàn ở xưởng gỗ. Như vậy giống như là muốn cắt đứt một mối quan hệ với nhóm người quản lý Hổ và Lửa. Ngay cả nhà Bảy Đá cũng không thấy Sơn đến. Dù sao chúng ta cũng phải cân nhắc thận trọng, tránh đối tượng tung quả mù. Các đồng chí, chú ý nghe rõ kế hoạch tới đây. Chúng ta sẽ cùng phối hợp với nhau, đặc biệt là đồng chí Trinh, phải có kế hoạch rõ ràng làm sao giáo dục cho được Sơn trở thành một trinh sát ngoại tuyến, lấy công chuộc tội. Kế hoạch của chúng ta là như vậy. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Gần đây có một vụ án rất là dã man của bọn cướp. Chị nghĩ là em có thể đến gặp nạn nhân để lấy thông tin và viết bài. Ừ, chị cho em được gặp nạn nhân như vậy á, em cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ, em chào chị. Em là Hoài Thu, là phóng viên của Học viện Báo chí. Hôm nay em đến đây để hỏi chị một số thông tin về vụ cướp vừa xảy ra với chị. Chị cho phép em ghi âm nha. Dạ, bây giờ chị thấy tình hình sức khỏe của mình sao rồi hả chị? Dạ, tôi cảm ơn cô. Bọn cướp thật là dã man. Nó chặn xe tôi, cướp tiền cướp vàng. Chị bình tĩnh đi, chị đừng có xúc động quá ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Em tin là bọn tội phạm sẽ bị pháp luật trừng trị sớm thôi. Bây giờ thì chị nghỉ ngơi cho lại sức nha. Chị Trinh à, phải có người giúp chị ấy trong chuyện lần này. Chị còn bối rối lắm, không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Để em hẹn anh Huấn ra trao đổi xem anh Huấn có giúp được gì không. Ừ. Chị yên tâm đi, giữ gìn sức khỏe nha. Alo, anh Huấn hả? Cũng giống như người anh đang giúp nè, bọn chúng đâm một nhát dao vào ngực rất là nặng, cũng may là chưa trúng vào phổi và tim. Hiện nay thì nạn nhân đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Còn nạn nhân bên em bây giờ thì sao rồi? Nạn nhân bây giờ còn chưa biết như thế nào nữa. Chị ấy vẫn còn hoảng loạn và sợ hãi nhiều lắm. Mỗi lần nhớ lại chị đều rùng mình. Chị còn nói là trong suốt 10 năm qua tích góp được bao nhiêu đó, bây giờ thì đã mất hết tất cả rồi. Đau lòng nhất là cánh tay của chị. Mặc dù đã cố gắng may lại, nhưng mà bác sĩ nói khó mà hồi phục anh à. Thôi, em đừng có nghĩ nhiều như vậy nữa. Chuyện của chị ấy á, cứ để anh làm thủ tục cho. Và anh sẽ cùng với chị ấy theo vụ án này. Sẵn anh cũng đang giúp nạn nhân vừa rồi mà. Anh Huấn à, em cảm ơn anh nhiều lắm. May mà còn có anh để em nhờ giúp cho chị. Coi như là chị được an ủi phần nào. Nếu như em đồng ý, anh sẽ cùng đi với em bất cứ hành trình nào mà em muốn. Bởi vì hạnh phúc không phải là đích đến, mà quan trọng là ai sẽ cùng đi với mình suốt hành trình của cuộc đời mình. Phải không em? Má ơi! Má ơi! Ủa, Trinh à, mới về hả con? Dạ. Má, má khỏe không má? Má khỏe. Sao lâu quá mới về nhà vậy con? Má thông cảm cho con. Hiện tại con đang tham gia một chuyên án. Chắc má có coi tivi với đọc báo, có thấy mấy vụ án mà chém trước rồi cướp sau không má? Hiện tại vẫn chưa tìm ra hung thủ, cho nên cả đội con phải căng sức ra làm việc đó. Hẹn chi, thấy con mặt mày hốc hác, ốm nhom mà. Nè, làm cái gì thì làm, cũng phải giữ gìn sức khỏe. Má đã nói rồi mà, theo cái nghề công an điều tra, nhiều khi nguy hiểm vất vả lắm. Má nhìn con,
mà nhớ ba con ngày xưa y chang như ba con vậy. Má này, con không giống ba thì giống ai chứ má? Má, con phải tiếp bước con đường mà ba con đã chọn chứ. Chỉ tại ba con mất sớm do bệnh. Thì đó, khi xưa ba con tối ngày tối đêm phá án, cho nên mới lao phổi mà chết. Má đang lo cho con. Lớn rồi mà đến bây giờ vẫn chưa có chồng, chưa có bạn trai nữa, cứ tối ngày lo công việc không à. Con ế tới nơi rồi đó. Má, con gái má đen đúa xấu xí, ai mà thèm chứ. Với lại con thấy bây giờ con gái lấy chồng cứ lo bếp núc, rồi tối ngày lo cho gia đình. Có nhiều cô phải tạm gác niềm đam mê của mình, rồi kiến thức của mình, để lo cho chồng, cho con. Con thấy vậy phí tuổi trẻ của mình lắm. Thôi đi cô nương ơi, nếu ai mà cũng suy nghĩ như con á thì không có đứa con gái nào học xong rồi lấy chồng hết à. Má chỉ có mình con thôi đó. Ủa, hôm nay con về thăm má hay là có chuyện gì căng thẳng? Má đúng là má của con, chỉ có má mới hiểu được con. Con đang gặp rất là nhiều khó khăn trong những vụ án. Bọn siêu trộm, cướp của giết người, mà bọn tội phạm này không có hề đơn giản. Chúng rất là ranh ma và xảo quyệt, hầu như không để lại một dấu vết nào hết. Cấp trên đang hối thúc tụi con phải phá án, dư luận thì đang xôn xao, đòi hỏi tụi con phải bắt được tội phạm càng sớm càng tốt. Ngày xưa ba con hay nói, dù bọn tội phạm có ranh ma cách mấy thì cũng không thoát được lưới trời. Phải kiên nhẫn, phải lần ra từng chi tiết nhỏ nhất, không được nản lòng, không được bỏ cuộc, chắc chắn sẽ tìm ra được dấu vết của bọn tội phạm. Ngày xưa có nhiều vụ án ba con tưởng chừng bó tay, nhưng đúng thời điểm đó ông trời đã tạo tình huống cho ba con tìm ra được chứng cứ. Con phải tin vào bản thân mình, tin vào phán đoán và cảm nhận của mình mà điều tra. Chẳng lẽ ông trời đã giúp mình, giúp mình tìm ra được dấu vết chứng cứ của tội phạm? Đây là manh mối duy nhất giúp mình điều tra. Má, hôm nay con ở lại đây với má, sáng mai con về cơ quan. Anh Vũ, anh coi đi nè. Anh ơi, giờ sao giờ anh? Tôi chờ đến cuối cùng thì cũng có bài đăng. Anh đi đâu vậy? Không phải chuyện của cô, đừng có nhiều lời. Anh đừng có đi gặp thằng Hổ nữa, anh đừng có đi gặp tụi nó, nguy hiểm lắm. Cô biết gì mà nói? Bộ cô muốn tôi làm con rùa rút đầu suốt đời hay sao hả? Ý em không phải như vậy, em không muốn anh đi theo con đường đó nữa đâu. Tàn nhẫn lắm, kinh khủng lắm. Hơn nữa thằng Hổ sẽ vì chuyện này mà nó không tin tưởng anh nữa đâu. Anh nghe em đi, anh đừng có tin lời bọn giang hồ nữa. Cô đừng có dạy đời tôi, đã có quá nhiều thằng dạy đời tôi rồi. Bây giờ là đến lúc thằng Vũ này dạy đời là tụi nó. Cô cứ ở nhà đi, miễn sao tôi mang tiền về cho cô là được rồi. Anh Vũ, anh đừng có đi anh Vũ. Em xin anh đó, anh đừng có đi. Anh đừng có làm những chuyện như vậy nữa. Mình làm lại từ đầu đi anh. Mình đi chỗ khác sống đi. Em không cần tiền, em không ăn xài gì nữa hết đó. Anh đừng chém người và cướp của nữa. Em xin anh đó. Anh Vũ. Sao mà nhức đầu quá vậy? Cô buông ra đi. Anh Vũ, anh đừng đi. Buông ra đi. Lâm, Lâm, em đau quá. Lâm ơi, Lâm, 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 em đau quá. Em đau, đau, sao vậy? Lâm, 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 em có sao không Lâm? Lâm, Lâm. Thank you.
Cô Lam, cô tỉnh rồi hả? Bác sĩ. Cô cứ nằm đi, cô nằm yên. Tôi bị sao vậy bác sĩ? Hiện tại thì tình hình sức khỏe của cô cũng không có gì đáng ngại nữa. Cô nên nghỉ ngơi nhiều và tránh làm việc nặng trong một thời gian, để cho cơ thể của cô khỏe lại. Tôi đau. Tôi xin cô hãy thật bình tĩnh. Cô vừa mới sảy thai, tôi muốn khuyên cô nên giữ gìn sức khỏe, cẩn thận hơn một chút nữa nha. Thôi, cô nghỉ ngơi đi. Mình đã mất đứa con rồi sao? Còn tôi... Lâm. Lâm ơi. Lâm. Anh Vũ, em đã mất tất cả. Em đã không giữ được đứa con của mình. Mất đứa con rồi. Có lẽ là quả báo cho những sai trái mà em đã gây ra trong thời gian qua. Hơn nữa, cuộc sống hiện tại với anh đã khiến cho em cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Em cần một thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về bản thân mình. Anh đừng đi tìm em nữa, và em cũng hy vọng đừng ai đi tìm em nữa. Anh hãy dừng lại đi. Anh và em đã đi quá xa rồi. Anh đừng phạm sai lầm nữa. Anh dừng lại đi. Mình đi xa lắm rồi anh ơi. Em yêu anh, nhưng anh đã thay đổi thành một con người khác. Em không thể cùng anh sống trong khói thuốc, trong sự ám ảnh của tội lỗi. Em sợ lắm. Bây giờ em lại tiếp tục hành trình của kẻ chạy trốn. Đừng tìm em. Anh sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa đâu. Em mong anh hãy dừng lại. Hãy dừng lại nghe em. Mm.
Buông ra đi. Anh Vũ mất đứa con rồi, có lẽ là quả báo cho những sai trái mà em đã gây ra trong thời gian qua. Anh không thể trở lại đâu. Anh là kẻ giết người. Bây giờ có dừng lại anh cũng bị án tử hình thôi Lam à. Anh đã từng giết người, anh đã từng giết người, tại em không biết đó thôi. Không bao giờ có chuyện dừng lại nữa. Anh Bảy, mình đang đi đâu vậy anh Bảy? Biên giới. Biên giới hả? Sao đi xa vậy? Bộ có mối nào sọp hả anh? Ừ, sọp lắm. Mày sợ hả? Tôi nghe đây. Dạ báo cáo đội trưởng, xe của bọn Bảy Đá đang tiến về biên giới Bảy Núi, đang chuẩn bị đến ranh giới giữa chúng ta và nước bạn. Trên xe có Bảy Đá, Hổ và Vũ. Xin được lệnh là có tiếp tục theo dõi hay không? Cứ tiếp tục theo dõi, cẩn thận, tránh để bọn chúng phát hiện. Rõ. Theo ý kiến của đội trưởng thì bọn chúng đi biên giới để làm gì? Chẳng lẽ rảnh rỗi qua Campuchia để đánh bài? Tôi không nghĩ vậy. Bọn chúng xuống biên giới Campuchia chắc chắn là phải có mục đích. Ê, mình đi đâu vậy mày? Đi đón một em. Em nào? Em Trắng. Em gái hả? Trời ơi, đi giải trí vậy mà sáng giờ không nói, làm tò mò chết à. Cứ từ từ đi. Khi còn sống cứ từ từ. Em nghe nè anh Năm. Tụi bay tới đâu rồi? Dạ tụi em tới điểm đón hàng rồi. Anh yên tâm đi. Chuyến hàng này tao đã gom hết tài sản của tao vào trong đó rồi đó nghe. Dạ. Nhưng mà ông Trọng có chắc ăn không anh? Chắc như bắp. Chỉ lo là tụi bay không áp tải tới nơi tới chốn thôi. Ngày mai hàng về em sẽ báo cho anh biết. Khuya nay tí thẹo với ông Trọng mới qua bên biên giới. Ngày mai tụi bay không biết là tụi bay vào tới mức nào đâu. Thôi nghe. Dạ.
cứ việc thư giãn đi. Đêm nay nhiều việc lắm đó. Thư giãn đi mày. Biết rồi. Alo, tôi nghe. Dạ, báo cáo. Chúng đã dừng xe lại trước quán cà phê ở khu vực gần biên giới. Bảy đá có điện thoại với một ai đó. Và bây giờ chúng đang ngồi chờ một điều gì đó, hay chờ một ai đó. Cứ tiếp tục theo dõi. Có thể đêm nay chúng sẽ đột nhập vào một nơi nào đó hoặc cướp của giết người. Phải hết sức thận trọng. Chúng tôi sẽ báo với công an tỉnh An Giang phối hợp tăng cường cho các đồng chí. Rõ. Đồng chí Trinh, thông báo cho các đồng chí ở tỉnh An Giang phối hợp hỗ trợ cho các trinh sát của mình. Dạ rõ. Má mày cướp hàng của tao, tao bắn chết mẹ mày. Bắn chết mẹ nó. Tôi đâu liên quan gì đâu. Đâu biết cái hàng gì đâu. Mày còn nói tao bắt tao sao? Đừng bắt tao hả? Tôi là thuê thôi mà. Hàng đâu? Hàng dưới ghế. Đám liên hệ hả? Nói đi. Cái gì? Mày nói đi. Còn mẹ nó, thằng chó nào dám cướp hàng của tao? Nó là đám liên hệ. Chúng nó là trùm mafia ở biên giới. Chúng nó mạnh lắm. Mày biết tụi nó. Tụi nó còn có súng AK nữa. Bây giờ mày nhào vô là ăn đạn chết đó anh Bảy. Mẹ nó, mấy chục tỷ của tao đó, mày cứ vô la đi, coi nó động tĩnh như thế nào. Nhưng mình phải làm thật nhanh, nếu không tụi nó sẽ tẩu tán hết. Nè, tìm cách quan sát, vẽ sơ đồ nhà, chụp lại căn nhà đó. Hàng gì tới mấy chục tỷ rồi? Chụp luôn cái ổ khóa nhà đó đi. Và những cái gì mà canh phòng xung quanh nhà nó, mày chụp hết lại cho tao. Cho đàn em canh chừng bằng mọi giá, không cho tụi nó chuyển hàng đi. Dạ, em biết rồi anh Bảy. Chuyện gì vậy anh Bảy? Hàng của mình bị cướp hết rồi. Cướp? Tao nghe nè. Anh Năm hả? Hàng của mình bị cướp hết rồi. Cái gì? Mày nói cái gì? Hàng bị cướp là sao? Thằng Tí Thẹo, nó nói là thằng Liên Khẹt là mafia ở biên giới.
Nó ra tay cướp hàng của mình đó. Em nghĩ Liên Khẹt bên kia mối lái, chắc chắn có đứa phản bội anh. Mẹ nó, đồ khốn nạn. Số hàng cám giả quá nên tụi nó mới làm phản. Mất hết làng cám, tôi đợi hết cả lũ. Biết bao nhiêu vốn liếng tao đổ hết vào chuyến hàng mày biết không? 100 bánh mày biết giá trị của nó là bao nhiêu không? Nè, bằng bất cứ giá nào, chi thêm bao nhiêu tiền cho tụi bay tao cũng chi. Thuê thêm sát thủ, lấy hàng lại bằng được cho tao. Bằng mọi giá, sống chết gì cũng phải cướp lại. Mẹ tụi bay, tụi bay là ăn cướp mà để người ta cướp lại sao? Nè, anh đừng có nói nữa có được không? Tụi đang điên đây nè. Tất cả mọi chuyện để tôi lo cho. Lên xe. Dạ. Ba mình đang làm gì vậy? Ba buông heroin. Trời ơi. Alo, tôi nghe. Báo cáo trung tá, xe bãi đá đã quay lại. Thấy có vẻ bãi đá tức giận lắm. Chưa biết xe bãi đá về đâu. Tôi phán đoán có lẽ đêm nay bọn chúng đã không thực hiện được ý đồ gì đó. Các đồng chí hãy rút về theo bọn chúng. Cẩn thận, cứ tiếp tục theo dõi và không để cho bọn chúng phát hiện. Rõ chưa? Rõ. Ủa, ba mới về hả? Ba mới về con. Ấy, ba bị gì vậy? Ba không bị gì đâu. Ba không bị gì đâu. Sao bị bầm dữ vậy? Để con lấy dầu sức cho ba. Thôi thôi, không sao đâu. Trời ơi, ba làm gì mà bị bầm dữ gì vậy ba? Thôi. Có sao không ba? Ba không có sao đâu, thôi. Ba nói với con ba đi miền Tây mấy ngày ba mới về mà. Sao ba về sớm vậy? Ba đừng nói với con là ba về xe trong đêm nha. Nguy hiểm lắm nghe ba. Thì ba đi miền Tây. Ba gặp mấy người bạn cũ. Có uống một chút. Ba cũng hơi sai. Rồi trời mưa trơn trợt cho nên ba mới té. Rồi ba đập vô cây thôi chứ không sao con. Sao có chuyện gì ba không điện cho con? Mà bữa giờ con thấy ba sao sao á nghe. Con hỏi gì á ba cũng không trả lời. Mà ba cứ lặng lẽ đi đâu hoài hả? Ba có chuyện gì giấu con phải không? Không có. Ủa, ba nói là ba trượt chân mà. Sao quần áo ba không dính sình gì trơn vậy? Không có, ba trợt. Nhưng mà ba vịn lại được cái cây. Rồi nó đập cái này vô trong cái cây thôi chứ không có gì đâu con. Dạ. Thôi mà con đừng suy nghĩ lung tung nữa mà. Ba già rồi, đâu ai làm gì ba nữa đâu. Ba chỉ muốn đi đây đi đó cho nó khuây khỏa thoải mái thôi. Thôi, để ba vô. Ba nghỉ ngơi một cái, ba mệt quá. Chắc chắn là ba đang giấu mình chuyện gì. Thực ra là chuyện gì vậy ta? Thằng Liên Khẹt,
Nó thuê bọn cướp biên giới ra tay cướp. Nó muốn ném đá dấu tay. Mẹ nó, chó nó dám chơi tao. Nhà của nó là gần biên giới, lại kiên cố, lại có đàn em bảo vệ nữa. Vô đấu súng với nó hả? Cả đám chưa tới cửa, chết hết rồi. Đúng đó anh Bảy, phen này lành ít dữ nhiều. Có cỡ nào thì thằng Sơn Khóa cũng bẻ nổi. Sơn Khóa? Đúng đó anh Bảy. Anh còn nhớ vụ thằng Tam Mặt Quỷ không? Thằng Sơn lập kế hoạch với thằng Vũ. Nó làm tốt lắm. Thì ra vụ Tam Mặt Quỷ là do tụi mày sắp xếp hết. Tụi bay dám cho người cướp là số hàng. Chó, dám cho tao hả? Nè Vũ, bỏ dao xuống. Bỏ xuống. Mày làm gì nóng như chó vậy? Hả? Có phải là tao ra lệnh đâu? Là chú Năm với anh Bảy ra lệnh cho tao xử tụi bay. Mày em mày thằng chó. Bữa trước tao xém mất mạng. Tao nói cho mày biết, hôm nay tao nể mặt anh Bảy, tao không cắt cái cổ chó của mày. Bây giờ cùng một băng nhóm rồi, lèm bẻm gì nữa. Giang hồ là vậy đó, trước là thù, sau là bạn, chuyện bình thường. Bỏ qua đi. Đúng đó, bây giờ anh em ngồi chung xuồng rồi, tráng làm cho xong vụ này đi. Anh Bảy, bây giờ thằng Sơn Khóa không còn nằm trong băng mình nữa. Nó đã xin anh rút chân ra khỏi nhóm rồi, chắc chắn là nó không làm đâu. Sao lại không hả? Thằng Sơn Khóa nó còn nợ tao một mạng, tới lúc nó phải trả lại cho tao rồi. Anh hả? Coi hàng giùm em chút, em đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm cho cả nhà ăn nha. Anh sao bạn Hiền, khỏe hẳn chưa? Anh Bảy muốn gặp mày á. Tao nói với mày rồi, tao không dấn thân vào giang hồ nữa. Mày đừng tới đây tìm tao, hãy để cho tôi yên, kể cả mày. Đừng lôi kéo tao nữa. Mày quên là mày đang nợ anh Bảy một mạng. Không đúng sao? Không, tôi không đột nhập vào nhà ai hết. Đừng nói chi là thuốc biên giới. Nè, làm gì mà mày nóng như vậy? Tao chưa nói hết mà. Công việc này mày quá quen rồi mà, mày làm là tốt nhất. Thật ra tao đang rất cần mày. Ông quên chuyện đó đi. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn dính vào những ví dụ làm ăn của ông nữa. Mày nghĩ sao vậy? Mày không muốn dính vào, nhưng từ lâu mày đã dính vô mấy cái chuyện này rồi. Những chuyện lúc trước, nếu công an moi ra, đơn giản mày cũng ngồi tù vậy. Mày nên nhớ, mày còn nợ tao một mạng đó Sơn. Chắc chắn lần này mày phải làm cho tao. Bậy đá à? Ông đừng làm khó tôi nữa. Ông không thiếu những thằng đàn em giỏi, tại sao bắt buộc cho tôi đi? Mày đừng có nói nữa. Nếu như mày làm, mày sẽ có 500 chai. Mày có tiền lo cho gia đình của mày, và mày giải nghệ ngon lành, và có số vốn làm ăn ok. Tôi không muốn bán mạng tôi nữa. Tôi đã có một gia đình, tôi không bán gia đình của tôi. Anh Bảy à, tôi muốn yên ổn và một cuộc sống bình thường. Anh làm ơn đi, anh làm ơn cho tôi xin đi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Mày nói bán mạng khó nghe quá. Đơn giản quá mà, mày chỉ cần giúp tao đột nhập vô nhà thằng Liên Khẹt thôi. Mọi chuyện khác tao lo, ok? Tôi đã nói rồi là tôi không làm. Mà Liên Khẹt là ai? Tại sao bắt tôi đột nhập vào nhà nó? Tại sao là tôi chứ hả? Ok, tao sẽ nói cho mày biết luôn. Đơn giản tao bị cướp hàng. Thằng nào dám cướp hàng của bãi đá chứ? Thằng chó Liên Khẹt, nó là mafia ở biên giới. Nhất định tao phải lấy lại hàng của tao. Hàng gì? Đơn giản đá quý thôi, gần 100 tỷ. Nếu như tao dùng chủ lực, tao sẽ đụng tới công an, liên lụy rất nhiều anh em. Còn mày, mày đột nhập vô bằng cách bẻ khóa,
che lắp hàng rào điện tử an ninh. Đâu có gì đâu là ồn ào. Mà anh em cũng không cần phải bắn giết nhau. Nếu như lần này thành công, mày muốn cái gì tao cũng sẽ đáp ứng. Nó cướp hàng của tao, mày hiểu chưa? Tao đâu phải tao kêu mày đi ăn cướp đâu, mà mày trả cái mạng mày lại cho tao. Đơn giản bằng cách lọt vô nhà thằng Liên Khẹp, lấy hàng lại cho tao thôi mà. Nếu như trễ quá nó mà tẩu tán, không phải là một mình tao chết, mà còn ông Năm Xe Ben chết nữa kìa. Tao và ông Năm Xe Ben, tất cả mọi vốn liếng đã dồn hết vào cái vụ này, cho nên tao mới cần tới mày. Nếu dính vô gia đình của Thu thì tôi càng không làm. Ờ, lúc trước mày đã từng nói với tao như thế nào? Mày là bạn thân của con Thu. Chú Năm mày gặp nạn thì mày phải cứu chú Năm mày chứ, đúng không Sơn? Ổng mà mất hàng đợt này, ổng chết chắc, con Thu cũng ra đường mà ở thôi. Tôi không muốn làm gì liên quan tới gia đình của Thu. Tôi tuyệt đối không làm trong phi vụ lần này. Con mẹ mày! Má! Ông muốn lấy mạng của tôi, ông lấy đi. Còn nếu như ông không ra tay thì tôi sẽ bước ra khỏi đây và coi như ông đã tha cho tôi. Mày nghĩ tao lấy mạng của mày làm cái gì? Tao sẽ trở thành kẻ sát nhân rồi tao sẽ ở tù. Tao nói cho mày biết, có nhiều cách tao buộc mày phải trả cái mạng chó mày lại cho tao. Mày biết tao có thể làm gì mà. Đưa tôi nói vô đây. Dũng, dũng thân người nhà tao ra. Không, thả ra, đừng làm như vậy mà. Mày không được làm như vậy mà. Mày mà không làm theo yêu cầu của tao, đứng im đi. Mày biết tao làm gì với gia đình của mày rồi chứ? Hả? Không. Hổ. Dạ. Tao tặng con vợ nó cho mày đó Hổ. Không. Cảm ơn đại ca. Không được làm vậy. Không được. Anh bảy. Ủa? Tao tặng con chị nó cho mày đó. Dạ. Cảm ơn đại ca. Mày cứ việc thoải mái đi. Không được. Không được làm gì vậy? Tha gia đình tao ra đi. Tha tao ra. Tha ra. Để sợ mày bây giờ đó. Tha ra. Đừng. Buông ra. Suy nghĩ kỹ đi. Tao chỉ muốn lấy lại hàng của tao thôi mà. Mày không giúp tao là mày ép tao đó Sơn. Trong cuộc chơi, đâu phải ai muốn dừng là dừng được. Đâu phải tao vô duyên vô cớ để tìm mày giúp tao trong cái chuyện này. Chỉ cần mày lọt vô nhà thằng Liên Khẹp, vậy là xong. Hàng về tới tay của tao, coi như mày hoàn thành nhiệm vụ. Ân oán giữa tao với mày sẽ chấm dứt. Ông nói thật cho tôi biết là hàng gì? Ok, tao cũng chả giấu gì mày luôn. Là heroin. 100 bánh heroin đó. Mày cũng biết rồi đó, tao chỉ thua cái chuyện mở cái xác thôi. Mà cái chuyện đó nằm trong tầm tay của mày, đâu có ai qua được mày. Cho nên tao mới tìm mày. Chứ thực ra tao cũng muốn cho mày gác kiếm chứ. Bây giờ mày cứ việc đi theo đàn em của tao. Chuyện của mày là mở cái sắt, còn tất cả mọi chuyện còn lại đàn em tao sẽ lo. Ok.
Tôi không làm. Chuyện buôn bán heroin như vậy là phạm pháp. Tôi không làm. Mày ngu quá, mày nghĩ mày cướp của giết người là không phạm pháp hay sao? Bàn tay của mày đã nhuốm máu hết rồi. Một cú này nữa thôi Sơn, mày sẽ có tiền nuôi cả nhà của mày. Mày ăn ba đời cũng không hết nữa. Tao biết, tao biết mày là một thằng làm ăn có kế hoạch đàng hoàng. Yên tâm đi, tao đã chuẩn bị hết cho mày rồi. Nè, đây là những hình ảnh thu thập được từ căn biệt thự đó. Nghiên cứu trước đi, rồi hãy hành động. Hả? Nếu như mày biết điều làm cho tao, kết cục của mày rất là tốt. Bằng không, không chỉ mày mà cả gia đình của mày không yên với tao đâu Sơn à. Tôi cảnh cáo ông, ông không được làm hại họ. Nếu như mày làm vụ này xong, tao sẽ cho mày 1 tỷ để cho mày gác kiếm. Không bao giờ tao nhắc tới cái tên Sơn Khóa của mày nữa. Cho mày biến mất khỏi giang hồ. Còn không, ngày này, năm sau sẽ là giỗ của cả gia đình dòng họ của mày. Được, cho tôi 3 ngày suy nghĩ được không? Không. 2 ngày thôi. Tao cho mày một thời hạn là 2 ngày. Sau 2 ngày, mạng của mày, gia đình của mày sẽ thuộc về tao đó. Vũ, ba mày sao rồi? Mày lo xong chưa? Mày cứ lo chuyện của mày trước đi. Vũ à, tao luôn coi mày là bạn. Mày đừng ra tay tàn nhẫn nữa. Mày đang dạy đời tao đó hả? Tao nói cho mày biết, tao đang có số ở trong nhóm này, không thua gì mày đâu. Sao mày nghĩ chuyện hơn thua với tao hả Vũ? Số phận tao với mày không biết kết thúc như thế nào. Mày hãy dừng tay lại đi. Những người mày ra tay chém, họ đều vô tội. Tao đọc báo và tao biết đó là mày làm. Họ không hề có ân oán hay hận thù gì với mày. Mày nói hay lắm, nhưng mày cũng là thằng ăn cướp. Tao cũng vậy. Tao với mày giống nhau. Tao với mày cùng xài tiền trộm cướp. Nhưng tao không máu lạnh như mày. Mà máu lạnh là loại rắn ác độc nhất. Tao không hiểu sao mày có thể ngủ được. Dạ, em nghe đây ca. Tiếp theo, mày tập trung anh em lại. Nhớ theo dõi thằng Liên Khẹt 24/24 cho tao. 2 ngày nữa thằng Sơn nó mới trả lời. Dạ. Anh Bảy, bây giờ sao anh Bảy? Thằng Vũ đâu? Nó đang ở ngoài kìa anh. Tao có một kế hoạch như thế này. Hai thằng bay phải làm thật chính xác và phải làm nhanh lên. Thằng Liên Khẹt nó không đợi mình lâu đâu. Dạ. Dạ. Vào đây. Alo, tôi nghe. Xin lỗi, anh có phải là người nhà của bệnh nhân Trần Văn Mười không? Đúng rồi, sao anh? Ba của anh bị đột quỵ, chắc không qua khỏi. Vừa báo anh biết để vào bệnh viện cấp. Cái gì? Thơm ơi! Thơm! Anh về rồi hả? Ừ.
nói chuyện gì vậy anh? Chuyện gì vậy anh? Anh sẽ giữ em thật chặt ở bên mình. Anh sẽ không bao giờ để mất em. Hôm nay á, em có nấu mấy món mà anh thích đó. Có thịt kho tàu nè, rồi rau muống xào tỏi nữa. Anh vô tắm rồi ra em dọn cơm cho anh ăn nha. Chị Ba đang bán ngoài chợ á, chị nói chút nữa chị sẽ đón thêm dừa với lại bưởi về, rồi đi vô thăm má luôn. Hai đứa mình ăn cơm xong rồi vô thăm anh hai ha. Anh hai bữa nay thấy người khỏe hơn không? Khỏe, khỏe ghê. Má, má. Má đâu? Má nè, nè. Cái lưng, cái lưng. Má đã phẫu thuật được rồi. Bây giờ má cũng đang tập đi lại, sắp khỏe rồi đó anh. Đi lễ, đi qua đi lễ, đi qua đi lễ. Ủa, Dừa, con anh đâu? Con Dừa hả? Nó vẫn khỏe mạnh, nó ngoan lắm anh, học giỏi nữa. Anh yên tâm nha. Con Bưởi. À, con Dừa con Bưởi nó học trong một trường, trường đẹp lắm, to lớn lắm. Giỏi quá, vú sữa đâu? Làm gì có, biết bộ. Anh hai ở trong này á, anh thấy có vẻ khá hơn nhiều. Tinh thần không còn hoảng loạn như trước. Mình cứ thường xuyên vui chơi với anh hai như vậy, rồi anh hai ở đây cũng có bạn bè nữa, lúc buồn cũng có người chơi với ảnh. Anh chỉ sợ cực cho em thôi. Em đã lo việc nhà, ngoài chợ cũng đã mệt rồi. Hả? Được lo cho gia đình mình á là em vui nhất rồi. Em chỉ mong á rồi ai cũng khỏe lại để về nhà chung một gia đình. Lúc đó em mới có cơ hội chăm sóc tốt hơn cho mọi người. Tại anh không có ở nhà. Chứ lúc em mới xin chị Ba vô nhà anh làm á, anh hai ảnh hiền lắm. Rồi ảnh với em á hay nói chuyện này chuyện nọ. Dù là những câu nói không ai hiểu ai hết trơn á, nhưng mà em cũng có người tâm sự khi em buồn, đúng không anh hai? Anh hai cũng hay vỗ tay như vậy á. Anh cảm ơn ông trời đã xui khiến em bước vào trong gia đình của anh. Cảm ơn em. Cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em. Ngồi đi, đi chơi với bạn nha. Bạn chờ. Bạn chơi với, chơi với. Đối với anh, nhìn mọi người bình an như vậy là quá đủ rồi. Tôi biết rồi, tôi sẽ làm thủ tục để mang xác ba tôi về. Chúng tôi rất tiếc vì ba anh bị đột quỵ lần này cấp cứu không kịp. Gần đây bệnh tình của ba anh đã trở nặng. Bệnh viện của chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm thủ tục để mang xác ba tôi về và an táng. Anh cứ lên phòng hành chánh làm thủ tục. Xin chia buồn cùng anh. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vũ, mày đưa chú Mười vô bệnh viện tâm thần hả? Chú Mười